Trời mưa ướt ruộng ướt giường, ăn bữa cơm mắm nhớ thương dạt dào. Mắm miền Tây có nhiều loại và nhiều cách nấu nướng khác nhau, nhưng được biết tới nhiều nhất có lẽ là mắm kho hay lẩu mắm. Mắm kho được nấu từ nhiều thứ nguyên liệu lắm: cá, tép, lươn, ớt, thịt ba rọi, thứ gì nấu cũng ngon. Kèm theo đó là các thứ đồ bổi để kho chung. Kiểu gì thì kiểu cũng phải có khổ qua, đậu bắp, cà tím thì mới kêu là thơm ngon đúng điệu. Chảo mắm kho sôi liu riu ở trên bếp lửa cà ràng, khói nóng bốc lên, kéo theo mùi thơm nồng ấm, bay xa thiệt là xa. Người ở xứ này thường nói vui chứ, ăn món gì còn giấu được, chứ ăn mắm kho thì nhiều khi ở hàng xóm cách mấy nhà vẫn còn thoảng mùi thơm mặn mòi của nó. Hít hà một cái là thấy thèm chịu không nổi. Cũng là mắm kho đó, nhưng ở một phiên bản được nâng cấp hơn, người miền Tây sẽ có món lẩu mắm. Ở ngoài trời đang mưa, trận mưa dầm rỉ rả rớt hột lợp đợp ở trên mái nhà và làm ướt át ruộng vườn, đồng thời không khí cũng hơi hơi lạnh lạnh. Thời tiết này thì còn gì hợp hơn cho bằng cả nhà được quây quần bên cái lẩu mắm nóng hổi, dọn chung rất nhiều rau để nhúng chung. Cái cảm giác đã đời nhất lúc này chính là được tự tay ngắt mấy thứ rau quê như là bông súng đồng, hẹ nước, rau đắng, điên điển, rau muống, bỏ vô cái lẩu mắm đang sôi. Gấp đũa bún vô chén, chan nước lẩu mắm lên, rồi gấp đũa rau vừa chín tái bỏ vô. Cứ như vậy là cả nhà ai cũng ăn một cách ngon lành. Ở trong nhà, mùi lẩu mắm mặn mòi và ấm nóng khiến người ta cứ say sưa thưởng thức. Kệ cho ngoài trời, trận mưa đang trút xuống dầm về, ướt ruộng, ướt giường. Món mắm chân hột vịt sẽ là một món mắm bình dân hơn. Nó đem tới một vị ngon khác hẳn với món mắm kho, cũng như có màu sắc bắt mắt và rực rỡ hơn. Các nguyên liệu để làm món mắm chân này thì hình như chợ quê nào cũng có bán đầy đủ. Chừng 100g thịt bằm, vài cái hột vịt chạy đồng, nhớ ghé sạp rau, mua mấy trái dưa leo, trái cà tím, chuối khế nữa là coi như đủ đầy nguyên liệu rồi đó. Và quan trọng nhất là miếng mắm cá linh và mắm sặc trộn chung nữa ngang. Mắm sặc, mắm linh mua về đem bỏ vô nồi, chế thêm miếng nước sạch, rồi đem nấu cho tới khi con mắm nó rã ra thì đem lược bỏ phần xương mắm để lấy được nước cốt mắm và cái màu nâu đậm đà. Phần nước cốt mắm này lại được tiếp tục bỏ vô nồi và chụm lửa nấu đâu chừng 5-10 phút nữa cho nước mắm hơi kẹo lại một chút đó là được. Trong lúc đợi mắm nguội thì quay ra sơ chế phần thịt. Đập hột vịt vô trong phần thịt bằm, nhớ chừa lại cái trọng đỏ để lát nữa rưới lên mặt tô mắm cho đẹp. Nêm vô trong thịt là gia vị, hành, tiêu cho thơm, rồi trộn đều thịt và hột vịt lại với nhau. Khi thịt bằm và hột vịt đã thấm đều gia vị thì coi chế nước cốt mắm đã nấu hồi nãy vô, trộn đều lên lần nữa mới bỏ tô mắm vô trong nồi nước và chụm lửa vừa vừa để bắt đầu chưng mắm. Canh đâu chừng khoảng 15-20 phút, mở nắp nồi ra, nhìn thấy tô mắm đã ráo mặt trên thì tiếp tục lấy đũa xới đều tô mắm lên một lượt rồi đậy nắp lại. Tiếp tục chưng thêm chừng chục phút nữa, lại mở nắp nồi ra, bắt đầu rưới phần trong đó hột vịt lên trên mặt tô mắm để làm thành một lớp mặt vàng và đẹp. Có thể rắc thêm hành tím và ớt sắc cho thêm màu đẹp mắt. Bây giờ thì không cần đậy nắp nữa, cứ chụm lửa và để tự nhiên như vậy thì lớp trong đó hột vịt sẽ chuyển qua cái màu vàng tươi trên bề mặt tô mắm, nhìn nổi bật và đẹp lắm. Coi khi lớp mặt này đã ráo hẳn thì tiếp tục rắc thêm hành lá cho thơm nữa là món mắm chân hột vịt đã xong. Màu thì đẹp, còn mùi thơm thì bay xa bát ngát.
Mắm chưng muốn ngon thì phải có các thứ rau trái ăn kèm: chuối chát, ruột bắp chuối non và cà tím đem sắc mỏng, rồi ngâm vô nước chanh, nước muối hay nước cơm mẻ cho trắng. Sau đó xếp ra dĩa chung với dưa leo và khế chua. Chỉ là mấy thứ rau trái đơn giản quen thuộc vậy thôi, nhưng mà dọn ăn kèm với mắm chưng hột vịt, thêm nồi cơm nóng nữa là thành bữa ngon đúng điệu mùi vị của quê hương miền sông nước. Sắn miếng mắm sớt ra dĩa riêng, rồi để cả nhà cứ tự nhiên thưởng thức được rồi đó. Miếng mắm sắn ra ở bên trong khô ráo và không bị bể nát, đúng thiệt là ngon lành lắm. Dẻ miếng mắm bỏ vô miệng nhai là sẽ cảm nhận được cái vị mặn ngọt hài hòa với nhau. Mắm quyện cùng với thịt bằm và hột vịt như tan ra ở trong miệng, mềm và thơm, ăn chung với cơm là hợp lắm. Các thứ bắp chuối, cà tím, chuối chát và khế, dưa leo sẽ có độ giòn, chắc và chua đặc trưng của từng loại. Khi đem quẹt chung với mắm chưng rồi già ăn chung với cơm là mùi vị hài hòa, ngon lắm. Bữa nay trời chuyển mưa ui ui thôi, cơm nhà dọn lên thì đơn giản, chỉ có một tô mắm chưng và mấy thứ rau trái ăn kèm vậy thôi. Nhìn vô thì thấy đơn giản thiệt, nhưng thiệt ra chỉ cần nhiêu đó thôi là đã đủ để cả nhà say sưa gấp gấp, chấm chấm, dẻ mắm ăn tới no căng cái bụng hồi nào hổng hay. Nếu như vào những ngày nắng oi nóng bức, trên bữa cơm nhà, người ta chỉ thèm tô canh rau hay canh chua thanh mát cái bụng dạ, thì khi bước vô mùa mưa, tiết trời dịu mát hơn là bụng dạ con người ta lại thèm thuồng cái vị mặn mòi của những món ăn quê. Và tất nhiên không thể thiếu được món mắm. Và cũng không cần ai xúi gì hết, người miền Tây xưa giờ luôn biết cách chế biến mắm thành nhiều kiểu, nhiều món ăn khác nhau. Ngoài mắm chưng, mắm kho, lẩu mắm, thì mắm chiên sẽ đem tới ngoài cái vị mặn mòi còn là mùi thơm béo và nét dân dã, nhưng càng ăn là lại càng thấy ghiền. Mắm chiên thường được nấu làm từ mắm cá lóc. Khứa mắm được chiên cho tới khi vàng với mỡ nóng, sau đó chế thêm nước dừa tươi rồi nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Tới khi nước mắm hơi kẹo lại mới bỏ thêm củ hành tím sắc mỏng và tóp mỡ, hành lá cho thêm thơm, thêm béo. Bữa cơm nhà với món mắm chiên dọn lên, chỉ nhìn vô là chắc chắn ai cũng thấy thèm, chịu hổng nổi bởi cái mùi thơm và màu sắc đẹp đẽ của nó. Mắm chiên có màu nâu vàng đẹp mắt, vị mặn ngọt vừa ăn, lại được dọn kèm chung với rau luộc và chuối, khế, dưa leo, cà tím hay xoài bầm. Nói chung mắm chiên kiểu này dọn lên phải ăn chung với nhiều rau để chấm thì mới ngon, mà đặc biệt là rau gì cũng hợp. Trên cái bàn tròn kê ở góc sân nhà mát rượi, cả nhà cùng nhau quây quần thưởng thức món mắm chiên đậm đà, vừa ngon lại vừa đúng điệu quá chừng. Mắm có thể đem chiên, đem kho, đem chưng, và cũng có thể ăn sống cũng rất ngon. Mắm cá sạch, mắm cá linh sắc nhỏ rồi trộn chanh đường tỏi ớt mà kẹp chung với trái bần sống sắc miếng là món lai rai hao rượu, hao mồi. Mắm tép nhớ trộn chung với đu đủ bào sợi, thêm tỏi ớt và gừng sắc nhuyễn thì mới giòn và thơm. Còn thứ mắm ba khía thì có thể trộn chung với khế chua, với me non, chanh sắc lát, xoài hườm hay đu đủ hườm bào sợi đều hợp. Còn thứ mắm còng thì dọn lên đem cuốn bánh tráng với thịt ba rọi luộc, bún và rau sống sẽ là món mắm ngon để người ta cứ ăn là nhớ hoài quê hương Gò Công nhiều ruộng rẫy. Trút mắm còng ra tô, trộn vô trong mắm là nước chanh, đường,
tỏi bầm, tỏi sắc lát và ớt bầm. Nhớ sắc mỏng thêm vài miếng chanh để trộn chung cho thơm nghe. Tô mắm còng dọn ra có mấy con còng lột nhỏ nhỏ, nhưng thấm vị chua mặn ngọt, đậm đà và tỏa ra mùi thơm, khiến người ta cứ nuốt nước miếng ừng ực. Ăn kèm với mắm còng có thể là thịt ba rọi luộc, tai heo luộc sắc mỏng, chuối khế, khóm chua hay trái bần sắc lát mỏng, thêm mớ rau sống cho tươi ngon, dĩa bún và sắp bánh tráng cuốn. Dọn lên đủ bộ vậy rồi thì khi ăn chỉ cần gấp rau, thịt và mắm bỏ vô bánh tráng, cuốn chặt lại là cứ tự nhiên mà thưởng thức, cứ tự nhiên mà cảm nhận. Không chỉ là cái mặn mòi thơm ngon của mắm mà còn để cảm nhận cái mùi vị thân quen của quê hương sông nước hai mùa mưa nắng. Con mắm, ngay từ lúc sơ khai, nó chỉ là cách chế biến để bảo quản cá tép được lâu và để dành ăn quanh năm. Con mắm có vị mặn, dễ bắt cơm, nên ngày trước làm nông cơ cực, những lúc chuyện đồng áng lu bu, người ta chỉ cần xé con mắm sống ăn với cơm nguội thôi cũng qua bữa qua ngày. Rồi những khi rảnh rang công chuyện, bà nội trợ sẽ chế biến mắm thành nhiều kiểu, nhiều món hơn, như là một cách bù đắp cho bữa cơm gia đình thêm phần đủ đầy, sung túc. Mắm có mùi nồng đặc trưng, ai mà không quen thì sẽ hơi ngại khi ăn, nhưng ai mà lỡ ghiền rồi thì cứ thèm hoài những món ăn được chế biến từ con mắm quê nhà. Nhất là những bữa trời mưa dầm về, ướt trời ướt đất mà tự nhiên hít hà mùi mắm bay ra từ trong chai bếp của mẹ là chắc chắn bụng dạ ai cũng biểu tình đòi ăn, chứ không thể chờ đợi thêm được nữa. Cơm mắm ngày mưa, cơm mắm quê nhà, ai đi xa cũng thèm, cũng nhớ. Con cá làm ra con mắm, vị quê nhà thương lắm mình ơi.